mình sẽ đi từ từ, nó rất là dài, nó rất là dài. Trong quá trình học mình phải stop một xíu, vì có một số người tham gia vào thầy phải xếp cho họ. Rồi tụi em, trong cái thấy màn hình của thầy đúng không? Alo, các bạn có thấy màn hình không? Thấy màn hình slide không? Dạ thấy rồi thầy. À, rồi, ok, mình sẽ check như vậy nha. Rồi cái này. Tụi em bật cho thầy cái lecture 7 lên. Trong cái lecture 7 này nè, tụi em sẽ học về controller design, và gần như là một cái phần cuối cùng của cái bộ mà chúng ta đang nằm ở trong cái phần thiết kế cái hệ thống điều khiển nha. Rồi, chúng ta recall lại một chút xíu là chúng ta đã học về hệ thống điều khiển là gì, hệ thống điều khiển kín là gì rồi, đúng không? Thì cái đường này được feedback điều khiển kín. Chúng ta có những cái ví dụ example ở trong rule control rồi. Chúng ta modeling nó. Ok. Chúng ta học cái gì? Chúng ta là system modeling, chúng ta đi model một cái hệ thống. Chúng ta phân tích hệ thống, chúng ta đưa ra yêu cầu thiết kế cho hệ thống nha. Vậy thì trong cái bài điều khiển kín này chỉ còn một thứ là chúng ta chưa biết thôi, là cái bộ controller. Sau khi tôi so sánh giữa cái tôi mong muốn và cái tôi đọc về qua feedback thế này, vậy thì sự chênh lệch đó đó tôi đọc được rồi, tôi biết rồi, và tôi sẽ xử lý để tác động qua cái actuator đến hệ thống như thế nào. Thì có bao nhiêu cái cách để điều khiển, có quá nhiều cái cách để điều khiển bộ controller này. Tại vì ngày hôm nay chúng ta sẽ học đâu đó tầm một hai cách thôi. Và trong cái cách chúng ta học á, thì cái bộ điều khiển cuối cùng của chúng ta là một trong những cái bộ điều khiển gần như là phổ biến nhất bây giờ. Nó không phải là tốt nhất, nhưng nó là rẻ, phổ biến nhất, dễ làm nhất. Vì vậy nó trở nên phổ biến và người ta xài nó nhiều, trong công nghiệp xài nó nhiều. Nhưng chất lượng nó không phải là thứ tốt nhất. Ok, recall lại một chút xíu nữa. Rồi, thầy có một cái notation là cái ký hiệu ký ức ở đây. Giả sử đây là một cái hệ thống đầy đủ của chúng ta, thì chúng ta có thể đơn giản được cái thằng actuator, thậm chí là chúng ta đơn giản được cái thằng sensor luôn. Khi chúng ta bỏ thằng sensor đi á, thì chúng ta có muốn đi muốn nói rằng là cái giá trị đầu vào này nè, anh thu được bao nhiêu, anh đưa về feedback bấy nhiêu, anh không qua feedback đại hoặc cái gì gì cả. Ok, thì chúng ta có simplify đoạn này. Chúng ta cũng có thể simplify cái cơ cấu chấp hành, bởi vì là tụi em học trong cái lecture 6 thì gửi rồi. Giả sử ở đây có một cái cơ cấu chấp hành thì em có thể làm nó bằng cách là em gộp chung cái hai thằng này lại thành thành một được. Trong cái bài này, trong lecture 6 của thầy có nói hai cái khối hệ thống nối tiếp với nhau thì nó gộp lại được. Ok, đây thì có một số cái ghi chú ở đây, chú ý nào. R là cái giá trị thầy mong muốn. Y hoặc là V là cái giá trị thầy feedback về, giá trị thực tế. R trừ cho Y là chính bằng E. Bằng E là error, sự sai lệch, chênh lệch. Controller nó sẽ biết được E, và đó nó tác động đến U. Cái U này nè là cái mà thằng
rất khó được diễn đạt ở trong cái tiếng Việt nha. Tín hiệu điều khiển hoặc gì gì đó, nhưng mà thực ra tiếng Anh của nó rất là hay, là control effort, cái nỗ lực của thằng cái từng controller để tác động vào cái plan plan cũng như là process cũng như là system, là cái đối tượng điều khiển. Vậy là thằng view thì em có thể dịch là tín hiệu điều khiển tác động vào cái đối tượng điều khiển. Ok. À, em có một cái requirement for tracking là thế này. Em muốn muốn rằng là cái giá trị đầu ra này, nó phải bán theo được cái giá trị đầu vào. Ok không em? Khi nào? Khi mà cái hệ thống hoạt động ổn định luôn á, à, thì có nghĩa là T đến infinity. Thì có nghĩa, điều đó có nghĩa rằng là E là tích số trừ R trừ Y á, nó phải tiến càng ngày càng, được không? Ok không em? Thằng Y này tiến đến R thì thằng E rõ ràng là càng lúc nó mình phải điều khiển cho nó về, được không? Và chúng ta có một cái bộ điều khiển đầu tiên ha, chúng ta gọi là bộ điều khiển on off, và rất nhiều bạn ha, và sinh viên thì tôi đang thấy là các bạn đang đang hay suy nghĩ và đang logic về cái hệ thống điều khiển này và cái bộ điều khiển này, nhiều khi bạn cũng không biết đó là bộ điều khiển on off luôn, nhưng bạn tự nghĩ ra được. Điều này rất là dễ thôi. Chúng ta có một cái ví dụ như sau. Chúng ta có một cái buồng, chúng ta ấp trứng, trứng gà, trứng vịt. Rõ ràng đó, chúng ta điều khiển trong cái nhiệt độ của nó bằng cách là chúng ta điều khiển cái bóng bóng đèn. Ok. Cái bóng đèn của chúng ta nó sẽ có hai cái trạng thái thôi. Trong trường hợp này thì ví dụ nó hai cái trạng thái chỉ là on hoặc là off, bật hoặc là tắt. Nếu bật lên thì cái phòng nó nóng lên, tắt đi thì nhiệt độ nó giảm xuống. Để biết được nhiệt độ trong phòng, chúng ta sẽ có cái cảm biến nhiệt độ. À, như vậy là chúng ta có nhiệt độ, với nhiệt độ để đo được cái đầu ra, feedback về. À, đối tượng điều khiển của chúng ta là cả cái buồng này luôn. Ok không? Và cái nhiệt độ thường thường chúng ta mong muốn ở trong trường hợp này đó, mình sẽ điều khiển nó là ở 38, 3 độ hoặc là 38 độ gì đó. À, 37 độ, 38 độ. Nếu chúng ta điều khiển cao hơn thì trứng sẽ bị hư, chúng ta điều khiển thấp hơn thì không, trứng nó không có nở được, như chúng ta phải điều khiển ở cái mức đó. Vậy thì khi chúng ta điều khiển thì nó sẽ xảy ra một cái tình trạng như sau. Ở đây là cột nhiệt độ, ở đây là cột thời gian. Ok, vậy thì khi bắt đầu á, cái đường màu trên nét đích này nè là R đó, là giá trị mong muốn, còn cái đường nét liền này nè là giá trị thực tế. Vậy khi á, cái giá trị mong muốn là giả sử chỗ này là 38 độ hoặc 37 độ đi, 37 độ đi, 37 độ C, nó nằm cái đường này nè, đường nét đích này. Ok, thầy vẽ một cái đường thẳng luôn đi ha. Đó, đường đó đó chính là cái đường mà tôi mong muốn tôi điều khiển. Nhưng mà tôi start bắt đầu như này, nhiệt độ tôi thấp, mà nhiệt độ trong môi trường thấp. Vậy thì á, khi nhiệt độ của chúng ta á, chúng ta sẽ làm bài toán là khi nhiệt độ chúng ta thấp hơn nhiệt độ môi trường, nhiệt độ cài đặt, nhiệt độ thực tế, nhiệt độ môi trường á, thấp hơn nhiệt độ chúng ta mong muốn á, thì cái thằng controller này này nó sẽ tác động cái U đến cái plan đó bằng cách là bây giờ nó sẽ switch cho cái đèn nó sáng lên. Tôi sẽ switch cho cái đèn nó sáng lên. À, vậy thì khi cái đèn nó sáng lên rồi, nhiệt độ nó bắt đầu tăng lên này, nó giống như thầy đang vẽ, tăng lên một lúc nào đó, một lúc nào đó nó bằng luôn với cái thằng nhiệt độ 37 độ. Như vậy á, em mà lập trình em thấy bằng luôn đó, thì thường thường em làm một cái thao tác là em sẽ tắt cái đèn đi, ok không? Như vậy trong trường hợp này em tắt cái đèn đi, nhưng mà khi em tắt cái đèn đi, rõ ràng là nhiệt nó vẫn còn cái quán tính, nó sẽ tăng lên một chút xíu và nó xuống, tăng lên một xíu và nó giảm trở lại, nó đang có giảm trở lại. Và khi nó đang có xu hướng giảm qua 37 độ thì em lại đang có xu hướng là em bật lên, ok không? Em bật lên một lần nữa, và cả quá trình này nó sẽ up and down, như thế, tăng lên giảm xuống thế này. Ok.
đó, nó sẽ tăng xuống, tăng lên giảm xuống như vậy. Ok. Vậy thì hỏi các bạn một điều nha, cái bộ điều khiển này nó có tốt không? Random gặp một người đi ha. Nguyễn Xuân Thái nè. Rồi không nghe. Nguyễn Xuân Thái không nghe, Nguyễn Xuân Thái đó. Trial. Cái không 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 trả lời được. Phạm Quốc Trial. Triều, Phạm Ngọc Triều nè. Dạ, nghe thầy. Trả lời đi em, Dạ, không tốt thầy. vì sao Trial. em? Nó đi xa mục tiêu của mình đó. Nó đi xa mục tiêu của mình quá đúng không? Yeah. Rồi còn gì nữa không? Trial. Yeah, hết rồi thầy. Hết rồi hả? Yeah. Rồi, cảm ơn em. Các bạn có thể comment vô đây tốt hay không tốt cho thầy được, để tôi coi có số đông các bạn nhìn nhận như thế nào. Comment vô cái ô trò chuyện mình. Không tốt. Ok. Rồi, không tốt. Nhìn nhau. Về cơ bản, cái tín hiệu này nếu mà em chỉ hiện như thế này thôi, em không kết luận được gì cả. Vì một điều rất là rõ ràng. Nhưng chúng ta học kỹ thuật nha em, chúng ta nhìn không có cái kiểu cảm tính được. Vậy thì thế này, nó không có đánh giá được cái gì hết. Thầy cố tình thầy đưa để cho tụi em phân tích á, thì tụi em không bao giờ đánh giá được cái gì hết. Vì sao? Vì em biết trùng này là time, nhưng em không biết đơn vị của nó là gì hết. Mili giây hay là giây? Giả sử nó là giây đi, thì từ đây đến đây là bao nhiêu giây? 1 giây, 2 giây hay là nửa giây? Nó lên và nó xuống mất nửa giây hay là 0.1 giây? Mình hoàn toàn không có cơ sở để mình đánh giá. Ở đây là 37 độ, vậy thì mình đâu có chia scale đâu. Đây đâu đâu hẳn là từ không lên đâu mà chia scale. Vậy từ đây đến đây là bao nhiêu em? Mình cũng không có luôn. 37,5, 38, 39 hay là 40 hay là 50. Gần như là mình không có data, mình không có số liệu để kết luận được điều đó. Vậy thì cái bài toán dành cho các bạn ở đây á, thì muốn nói rằng là câu hỏi vừa rồi của thầy á, thì để nhắc các bạn nhớ rằng là mình làm kỹ sư thì mình phải nhìn vô cái số liệu cụ thể mình mới đánh giá được. Ok không em? Và khi số liệu nó phải rõ ràng thì em mới tin tưởng nó được. Ok. Nha. Bởi vì trong trường hợp này á, chúng ta không đánh giá được cái gì hết. Chúng ta phải thảo luận không đánh giá được cái gì hết. Để đánh giá nó tốt hay không tốt, chúng ta không đánh giá được. Nhưng bây giờ á, chỗ này vẫn 37 độ nè. Nó lên chỗ này lên tới tầm 45 độ. 45 độ. Và cái chỗ này nó bắt đầu vào khoảng độ 10 giây. 10 giây hoặc là 10 giây. Thì nó có tốt không em? Rõ ràng á, trong trường hợp này tụi em nhận xét đúng là nó không không tốt một chút nào hết. Bởi vì cái thứ nhất, cái sự sai lệch, bạn nào học lecture 5 rồi bạn sẽ biết, đặc biệt sẽ là cái này là người ta gọi là overshoot. Cái độ vạch lỗ của nó quá lớn. Độ vạch lỗ của nó quá lớn. Cái thứ hai á, là cái đèn của em á, em đóng ngắt cái liên tục như thế này nè, 10 giây hoặc thấp hơn nữa thì đến lúc nào đó nó sẽ bị hư. Ok. Thì chúng ta thông thường á, nhưng mà nếu mà chúng ta có thể là giảm cái đầu vạch lỗ này xuống và cho cái thời gian này dài hơn một chút xíu thì chúng ta vẫn làm được cái điều đó. Nhưng mà rốt cuộc lại á,
dù tôi có không tốt nhưng tôi vẫn đạt được yêu cầu là tôi bán được cái khoảng 37 độ mà mình đặt ra như thế này. Ok, tôi vẫn bán được. À. Ok ha. Đấy, đó là một trong những bộ điều khiển mà các bạn sẽ làm. Tôi nghĩ là các bạn đã từng 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 làm rồi trong tất cả các project môn học. Bạn thử nghĩ lại coi mình đã từng làm một cái hệ thống nào đó mà mình đặt ra một cái yêu cầu ha, nhiệt độ, tốc độ hoặc là robot nó chạy thế này thế kia ha. Nếu mà nó tới đó thì nó phải dừng hoặc tới đó nó làm gì đó thì đó chính là một trong cái bộ điều khiển on-off của các bạn. Nó có một cái controller with deepen là sao? Ở trong trường hợp này cái deepen được định nghĩa là bây giờ mình thấy là nó đang có xu hướng là tới đây á thì nó dừng thì không ổn lắm. Liệu rằng mình có thể cho nó tới cho nó một cái giải để nó làm gì? Để nó tới sớm hơn thì nó đã dừng. Mình nhét nó cái này cái giá trị này dùng cái giải. Anh tới sớm hơn anh dừng và anh vượt lỗ này là anh dừng là đủ rồi. Chúng ta sẽ nhét nó một cái giải. Nếu nhỏ hơn một cái thằng ở cạnh dưới và lớn hơn cạnh trên thì chúng ta on hoặc off hệ thống như vậy. Thì cái thằng này nó định nghĩa là cái deep end như vậy, nhưng về cụ thể bản chất của nó vẫn là một bộ điều khiển on off nhé. Ok, thì có một số cái demonstration như sau. Hiện tại thì cái mình snack qua cái lecture này đi, lecture 8 đi, thì mình coi cái mình coi một cái example. Mình sẽ chạy lên Simulink trước, trước khi mình làm được cái thực nghiệm này thì mình làm Simulink trước cái hệ thống nào đó đi. Thì cái lecture này tôi coi biết lecture này. Mình không phải lecture này được. Các bạn hình như coi coi lại trong cái lecture thầy cho các bạn in đấy, hình như nó có phải không? Hình như không phải cái lecture thầy show. Đây, cái file của tụi em là cái file này. Đó, cái file của tụi em là thế này, là trang trang 8 đó là cái hình này đúng không ạ? Check lại cho thầy coi đúng không? Cái slide này là cũ Đúng rồi. rồi. Đúng rồi đúng không? Rồi đúng rồi, mình bắt đầu tiếp tục ha. Ở thằng này ở phía dưới thầy có một số thêm nhiều cái example nữa. Rồi quay lại trang 8 đi. Cái này á thì thấy cái controller với cái deep band á. Thầy nói cái hệ thống này hệ thống gì đã? Ai còn nhớ thì thầy đã từng hướng dẫn các bạn xây dựng một cái xe. Một chiếc cái hàm truyền trong cái hệ thống control một chia cho MS cộng với B, nó sẽ đại diện hàng truyền đại diện cho cái xe, và sau đó chúng ta nhân với 7.6 để ra cái chỗ này nè, đơn vị của nó sẽ là km nha. Vậy thôi. Cái xe này nặng M là 1.000 kg một tấn, 50 là cái số cản của nó. Cái gì mình học. Ok, thì đây là bộ controller nha, bộ controller. Đây là đường feedback về, em thấy là thầy đang để Unity feedback có nghĩa là không cần đập được bao nhiêu, feedback được bấy nhiêu. Ok không? Không có thích đại gì lên cả. Ok. Tốc độ mong muốn của thầy ở đây là 40. Ở đây là thầy đưa đầu ra. Đầu ra của thầy, thầy giám sát tất cả các tín hiệu này luôn. Tín hiệu mong muốn, tín hiệu thực tế, tín hiệu tác động của bộ điều khiển vào. Bộ điều khiển của thầy tại switch on ở 20 ở 2 km/h và switch off ở không, có nghĩa là sai số đó. Chỗ này thầy đọc được là sai số đó, không thì switch off.
còn sai số mà nó lớn 2 thì thầy o nó lên. Vậy thì cái u ở đây sẽ là gì? Trong trường hợp này em nhớ không? Cái thằng tác động vào cái hệ thống này á sẽ là lực. Nhưng trong trường hợp này thì giả sử rằng lực do cái chân ga nó điều khiển, là cái búng ga điều khiển. Vậy thì chúng ta nên tác động vào búng ga hoặc là sinh ra cái lực này, hoặc là chúng ta có cái nào đó chúng ta điều khiển cái lực trực tiếp luôn chẳng hạn, cũng được. Nhưng mà cái đặc điểm của cái lực này là nó sẽ có hai cái giá trị thôi, on hoặc là off. Nếu nó off nó là không Newton tác động của cái xe, nếu nó on nó sẽ là 2000 Newton tác động của cái xe. Điều đó đồng nghĩa với là cái búng ga của mình chỉ có hai vị trí, đóng hoặc là mở hoàn toàn. Rất là phi lý đúng không các em? Rất là phi lý. Đóng hoặc mở hoàn toàn. Liệu rằng là với cái bài toán phi lý đó chúng ta có điều khiển được cái hệ thống hoạt động được không? Thì em sẽ thấy rằng là sau khi chúng ta run simulation trong xong thì chúng ta có kết quả như sau. Đường màu đỏ là đường mong muốn. Đường màu xanh là cái đường vận tốc thực tế của chiếc xe. Và sau khi chúng ta chạy sang cái đó đó thì em sẽ thấy data nó như thế này. Đường màu xanh nó từ từ và 5 giây sau hoặc là 6 7 giây sau nó bám tới đường màu đỏ và nó gần như là nó bám theo được 40 km/h. Vậy thì về cơ bản á chúng ta vẫn điều khiển ổn, điều khiển tốt. Điều khiển cái xe của chúng ta bằng cách phi lý như vậy nó vẫn bám theo được cái xe. Ok không? Và em so arrow nào. Đây là cái đồ thị của arrow nào. Arrow lúc đầu á tôi muốn 40 nhưng mà xe của mình nó mới stop ở không thôi thì arrow là 40 km/h, nhưng sau đó xe bắt đầu chạy rồi thì arrow bắt đầu nó có xu hướng nó giảm. Và đây là cái khoảng chênh lệch của nó này, tầm 2 km/h, nó còn nó và nó và nó như thế này. Vậy thì em nhìn đi à. Vậy thì em nhìn đi à. Rõ ràng á là với cái bài toán rất là phi lý như vậy á, chỉ có on off cái lực tác động hoặc là búng ga nó mà đóng hoàn toàn và mở hoàn toàn chúng ta vẫn làm được cái bài toán chúng ta điều khiển, chúng ta vẫn làm được bài toán chúng ta điều khiển. Bạn bảo là xe nó giật nhưng thực ra nó giật rất là nhỏ em, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, bốn lần tăng tốc giảm tốc ở trong vòng 5 giây thôi, nó không phải là quá lớn. Và xem nghĩ kỹ là nếu em chạy xe ở ngoài đường á, em chạy lên vào tốc 70 km/h hoặc 70 km/h, em kéo hết ga nha, bạn nào bạn đã từng chạy rồi á, kéo hết ga và bạn thả ra sẽ giảm tốc, nhưng mà 1 giây sau bạn kéo ga lại á, thì nó vẫn lên 80 một xíu, với như vậy là nó vẫn cứ dao động trong cái khoảng đó và cái xe nó giật không có quá nhiều đâu rồi. Nhưng mà nếu em chạy với tốc quá thấp như là 10, 20, 30 á, thì nó sẽ thấy cái xe nó rất là giật. Nhưng mà em chạy được tốc cao á, em thấy rằng là em đạp ga hết em thả ra rồi em lại đạp ga một lần nữa thả ra thì cái xe nó tăng tốc lên rồi giảm tốc lên, tăng tốc lên giảm tốc lên, cái feeling nó không không có nhiều lắm. Như vậy về cơ bản là nó vẫn được đúng không ạ, cả simulation và cả thực tế luôn nó vẫn được, một chút là nó có giật giật gì đó. Sai số như thế này, sai số như thế này là cũng ổn đó, không biết nổi nào hết. Nếu chúng ta quan chỉ quan sát là hai cái đồ thị này, một và hai, thì gần như bộ điều khiển này theo thầy đánh giá là ổn, nó bám như thế này là ổn rồi, quá tuyệt vời rồi. Ok không? Sai số như thế này là cũng ổn luôn. Nhưng chúng ta là kỹ sư mà chúng ta chỉ có quan tâm đến một cái góc nhìn nào đó thôi là không có được, chúng ta phải có cái góc nhìn rộng ra hơn nữa nè. Đâu có mình ra hơn nữa sao? Chúng ta không đi chăm chăm, chúng ta nhìn vào cái vấn đề là tôi muốn cái gì và tôi điều cái đầu ra của tôi như thế nào hết. Chúng ta không không dịch cái hệ thống cái máy móc như vậy à, chúng ta phải nhìn một cách tổng quan à, kết quả là như vậy nhưng ở bên trong nó sẽ vận hành và hoạt động như thế nào. Thì bây giờ chúng ta đi phân tích thằng U ở chỗ này à, thằng U ở chỗ này đây là cái đồ thị control effort, đồ thị số 3 là của thằng U U đó. Em sẽ thấy là nó sẽ on off nè, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, bốn lần, năm lần đi, năm lần, năm lần trong 5 giây,
Ok không? Vậy thì á là cái tần số của nó đâu đó cỡ 1 hertz á. 5 lần trong 5 giây thì ok, tần số là 1 hertz hả? 1 lần trong một mất 1 giây. Ok. Vậy thì á về cơ bản là thầy nói em rồi, em ra ngoài đường mình vẫn có thể làm được cái việc này hả? Nhưng mà nếu mà chúng ta làm vậy hoài á thì cái bước ga, cái tay ga của chúng ta hoặc cái động cơ của chúng ta là sao, rõ ràng là cái tuổi thọ nó máy móc nó cũng sẽ bị nhanh hơn không à. Và bây giờ thì chúng ta nếu chúng ta tập trung á, chúng ta vẫn thấy rằng đây là à thằng này nó có sai số một chút xíu nữa này à, vẫn có cái gợn là tôi muốn nó hết gợn cho nó hết dập luôn, tôi có thể làm được điều đó bằng cách ở đây tôi switch tại 2, có nghĩa cái range của tôi á, cái deadband của tôi muốn cái arrow là 2 à. Vậy thì tôi sẽ làm gì sau? Tôi cho cái deadband nhỏ lại. Tôi cho cái deadband nhỏ lại. À. Trên simulation em coi data của nó. Gần như perfect em. 0 và 40. Gần như là perfect. Ở trên simulation em có cái đồ thị này nha. Nhưng mà ngoài thực tế em không giờ em có cái đồ thị kiểu này hết. À, nó vẫn có sai số. Simulation em vẫn có cái này được. Gần như là perfect rồi em. Sai số khá nhỏ, quá nhỏ rồi. Nếu mà chúng ta chỉ chăm chăm tới nhìn thế này thôi, chúng ta thấy điều là ôi hệ thống chúng ta đáp ứng quá tuyệt vời luôn. Nhìn xuống arrow tuyệt vời nữa, 40 giảm xuống giảm về không, ôi quá tuyệt vời. Nhưng mà em nhìn xuống control error, em nhìn xuống control error, em sẽ thấy thành you của em. Mình tạo một vùng màu đỏ luôn. Vùng màu đỏ luôn, mình không hiểu được cái gì vùng màu đỏ này hết. Mình zoom nó ra đi. Mình zoom một cái khúc nó ra. Mình zoom cái khúc từ 20 đến 25 này nè. Mình lấy khúc ra ra nè. Đó. Lấy khúc data từ đây đến đây ra. Lấy cái khúc này, mình zoom ra thì mình được cái đồ thị này. Chúng ta sẽ có, nếu chúng ta zoom ra thì chúng ta sẽ zoom được cái cận của cái đồ thị đầu tiên nè, em thấy là gần như là sai số không có này, quá tuyệt vời. Cái này sai số không có, quá tuyệt vời luôn. Ở thằng này trong này nó có dao động cũng như chúng ta, nó bởi vì nó on off mà nhưng mà liệu cái dao động này ổn không à, em nhìn nè, nó sẽ có trong vòng từ thằng này đến thằng này là 0 chấm 0.02 giây. Ok không? 0.02 giây. Em có bao nhiêu cái dao động? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 lần cái dao động. Vậy thì thầy hỏi các em á, tần số bằng bao nhiêu? Nhờ bạn tính tần số giùm thầy. Trong vòng 0.02 giây tôi có 30 lần dao động. Vậy tôi hỏi các bạn tần số là bao nhiêu? Bỏ thời tái sơn nào. Dạ em nghe thầy ơi. À, là các em bằng bao nhiêu? Cái này từ từ đây. Để lên máy tính nhé. Dữ vậy hả? 1.500 thầy ơi. 1.500 hả? Tính sao em? Ừ, các bạn nhắc bài 1.500 này cũng nói 1.500 theo. Ok thôi thì tính cho, hỏi vậy thôi cho nó tỉnh ngủ, có biết có ngủ hay không. Rồi ở đây 0.2 giây á,
em cầm 1 giây em nhân với 50 đúng không? Như vậy thằng này em cũng nhân với 50 à. Ok, như vậy á cái thằng ở trên này nó sẽ là 1 giây. Em đang đi kiếm coi là trong vòng 1 giây nó dao động bao nhiêu lần. Vậy thì trong vòng 1 giây nó dao động là 1.500 lần. Như vậy là tần số là 1.500 Hz. Vậy là trong 1 giây mà dao động 1.500 Hz, điều đó có nghĩa là em sẽ on off cái búng ga của em hoặc là cái xe nó sẽ phát ra lực như vậy 1.500 lần trong vòng 1 giây. Hồi nãy á, thì nó là bằng 1 Hz, một lần 1 giây thì có thể làm được. Còn bây giờ nó tốt thế này là mình chỉ chăm chăm mình đi nhìn nó tốt thế này thôi, mà mình không quan tâm tới thằng U, thằng U á, thì mình sẽ thấy rằng là điều này rất là quá là phi lý. Simulation anh hoạt động được nhưng mà ở ngoài thì không bao giờ anh làm được cái điều này hết. Bởi vì nếu anh làm cái điều này á, thì cái bóng ga ngoài nó sẽ bị burnout luôn, bị hư luôn. Làm sao anh đóng ngắt cái bóng ga thế này là 1.500 lần trong một 1 giây được? Vô lý, anh có thể chạy simulation được. Nhưng mà ngoài thực tế làm không được. Vậy thì thầy rõ ràng trong cái trường hợp này thầy đưa các bạn chạy cái controller này bằng Casim luôn. Bạn bật Casim lên, bạn cần fit cái xe giống như trên cái của thầy. Ok. Chọn cái xe, cái đầu vào sẽ là throttle nè. Em thấy không? Cái đầu ra thì cho sẽ là vận tốc nè. Ok. Thì em nhìn thấy đi, cái bộ điều khiển này nó đâu có khác gì cái thường đâu. Cấu trúc này nó không thay đổi gì cả. Chúng ta thêm mấy cái sim vào á, như thầy nói á, hồi nãy chúng ta tính ra được một cái một chia cho ms cộng với b, chúng ta đã đi qua các step để modeling ra cái xe. Như thầy nói rồi, cái xe nó đơn giản, nó không quá chính xác, đúng không? Vậy thì á, chúng ta sẽ có một cái model thay thế một cái xe tốt hơn rất rất nhiều lần, chính xác hơn, mang tính cái giống, nó giống như một chiếc xe thực tế hơn. Chỉ việc làm thay thế thằng này bằng cái thằng này thôi là xong rồi. Và thằng này Casim nó làm cho em, đầu vào là gì, đầu ra là gì, Casim nó làm cho em, đúng không? Và cái đầu ra là gì, thằng Casim nó làm cho em á, vì vậy á, nó làm rất là tốt nên mình phải trả tiền cho nó, bèo bèo lắm, như thầy nói bảo là tầm 20.000 đô đó. Tầm 20.000 đô đúng không? Cái gì nó có giá của nó hết. Vậy thì ở đây chúng ta đang điều khiển là chúng ta đang mong muốn nó chạy xe với này với 100 km/h. Và rõ ràng em thấy là chỉ bằng cái cách on off á, thì nó chạy lên và nó giảm tốc xuống, chạy lên nó giảm tốc xuống. Ok Rõ ràng là sao em? Rõ ràng là tôi vẫn bám được với 100, tôi vẫn bám được, nhưng mà performance này có vẻ là hơi giật lên giật xuống, hơi mệt quá, không có ổn lắm. Và đây là cái đóng mở của bướm ga 10 100 là 100% á, từ 0 lên 100%. Có nghĩa là 10 giây thì tôi chỉ cần đạp một lần hết xong tôi thả ra thôi, là cái xe của tôi có thể bám được như thế này. Ok không? Và bây giờ thầy cho nó switch nhanh hơn, có nghĩa là trong vòng 10 giây tôi có thể đóng được 2 lần hoặc 3 lần, thì rõ ràng là performance nó tốt hơn. Ok không? Performance nó tốt hơn, nó không còn bị giật như hồi nãy nữa, bây giờ nó tốt hơn. Nhưng lúc đó về chúng ta lại đang đang sao? Vậy thể tăng tốc tiếp để cho switch tiếp. Thì em thấy là nếu mà tăng tốc cái tăng cái tần số lên đó, thì rõ ràng data nó tốt nè, data rất là đẹp, nó bán theo đúng 100 luôn. Nhưng mà bây giờ nó bắt đầu xuất hiện là sao? Nó xuất hiện cái số lần đóng mở bấm ga nó nhiều hơn và nó gà gần trở nên là hơi bắt đầu phi lý rồi đó, nếu như ta muốn càng lúc càng tốt. Tuy nhiên thì thầy nói rồi, cái simulation, Casim, Simulink em đều có thể làm được điều này. Mình coi cái video. Mấy cái đẹp cái video đâu đó. Hãy
Ok em sẽ coi nha. Ở trên cái đồ thị này thực ra nó không phải có hai cái xe đâu. Nó không phải một cái xe, nó có hai cái xe lận. Và hai cái xe đó là hai cái xe thầy nói đó. Này. Bắt đầu tăng tốc lên là hai xe giống nhau nè. Đó, ok. Xe màu đỏ là cái xe mà có cái bộ mà đóng ngắt cái búng ga mà chậm hơn. Tôi vẫn tracking được cái vấn đề 100, nhưng mà bây giờ tôi sẽ lúc tăng lên lúc giảm xuống nó thời gian lâu hơn. Còn cái xe màu xanh nó sẽ chạy đều hơn. Bây giờ nó dí nó bằng này, nó tăng tốc lên lại này. Tăng tốc lên xong rồi bắt đầu nhả búng ga ra nè, nó có trớn nó chạy nè. Mình chú ý xe màu đỏ nha. Bây giờ là đóng búng ga lên trong này, đóng búng ga hoàn toàn này, tăng tốc lên nè, thấy không? Rồi nhả ra nè. Và rõ ràng là với cái video này em chạy ra đây bởi vì là thầy chỉ có cần fit cái khu vực làm việc của thầy ở trong 1 km² thôi. Vậy chúng ta chạy vận tốc như vậy trong vòng mấy chục giây là nó ao ra ngoài cái khu vực đó rồi nha. Vậy thì em thấy rằng là simulation nó vẫn hoạt động, cái xe nó vẫn hoạt động đáp ứng được. Nhưng nếu mà chúng ta làm như vậy á, chúng ta nghĩ đi, cái vấn đề này rất khó để implement and experiment, là rất khó để thực hiện, làm thực hiện ứng dụng ở trong thực tế được, bởi vì chúng ta làm như vậy nó sẽ lúc nào nó sẽ bị hư, ok không? Tuy nhiên á, cái bài toán on off control á, em hay sử dụng ở trong các con robot dò la như thế này, ok. Và khi robot dò la như thế này á, thì em sẽ thấy rằng là cái đầu robot nó chạy nó sẽ bị lắc qua lắc lại liên tục luôn, ok. Hoặc là trong điều khiển bồn nước á, nếu nó cao hơn bồn nước nhà em á, thì thường thường là nó bơm đầy thì nó sẽ tắt. Bơm đầy nó sẽ tắt, còn dưới cái mực nào đó thì nó sẽ bắt đầu bơm vô lại. Như vậy em có cái cạnh trên và cạnh dưới luôn, ok không? Hoặc là đây là cái mạch mà bạn nào học các môn kỹ thuật điện tử, các bạn sẽ biết rằng là cái mạch này là mạch trời trời sáng thì đèn nó tắt, trời tối thì đèn nó sáng lên lại. Như vậy á, bạn vẫn là một hệ thống có feedback bạn, mà không phải lập trình gì cho nó cả, nhưng mà bạn sẽ có những con op amp để so sánh cái giá trị feedback này về với cái giá trị bạn mong muốn. Và thường thường á, khi chúng ta mong muốn á, bằng bao nhiêu á, thì thường thường chúng ta ghim vào đó một cái điện áp cố định. Em là còn nhớ không? Trong cái mạch này à, thì em ghim vào đó một cái điện áp, là từ có con biến trở này em sẽ chỉnh cái điện áp em mong muốn là bao nhiêu, và cái điện áp ở số 3 này là một cái điện áp nó sẽ thay đổi. Tương tự với mạch trên này cũng vậy, cố định sẽ là trên số 3 và thay đổi sẽ là trên số 2. Vậy trong các bài chi map mạch so sánh thường thường nó sẽ lấy một chân làm giá trị, một chân có điện áp nó không thay đổi. Em có thể xài Zener hoặc là cầu phân áp để cho nó không đổi, một chân còn điện áp nó sẽ thay đổi. Anh có thể xóa này đi. Ok, chúng ta quay trở lại, chúng ta đi phân tích thêm cái vấn đề về cái bài toán mà bóng cái bóng đèn hồi nãy để chúng ta up được cái nhiệt độ em. Ở đây là cái mạch, à 45 phút rồi thì bây giờ thầy cho các bạn nghỉ giải lao một chút xíu nha. 10 phút sau mình vô học lại, ok. Rồi thầy vẫn để cái link này, các bạn có thể out ra rồi tí vô lại nha. Nhưng thầy vẫn để cái này ở đây. Rồi ok rồi em.